Hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Chúc em thoải mái và thư giãn xem clip của mình, anh em hay được quên like và share để bật thích kênh, nút đăng ký bên góc trái mình nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Không biết là anh em đã like video sáng chưa, nó 200 like có event tặng hạt đó. Nhiều like thì anh em kêu nhiều, bây giờ có 200 like thôi, anh em like share nha. Video sáng nay đó, chỉ có 200 like là có một cái event tặng hạt rồi. Ok, trở lại video trước đây thì chúng ta sẽ đi lại chuyến tram nhé, lâu lắm rồi. Ồ, đã có 15% pin rồi. Đợi chuyến tram đi anh em. Giờ này chúng ta đi lại chuyến chuyến tram. Đã 960 điểm tram rồi. Thì mình có một đường nhận được một cái thử thách từ anh em đề ra cho mình. Ok, hôm nay mình sẽ làm cái thử thách này. Đó là anh em kêu mình hoán đổi bộ đôi này. Đó, quên. Hoppa cho đi với hai hy sinh, đúng không? Rồi. Còn đâu boss thế giới thì đi với bộ đôi Latias và cả Latios. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ cầm bộ đôi đi nhảy và chiến đấu nha. Chúng ta sẽ trải nghiệm team này đi xem như thế nào. Bắt đầu rồi. Oppa mà ăn hết. Ê, từ tí nữa chết anh em. Tí nữa thì hạ mồm. Tí nữa thì quên. Oppa đi với hy sinh thì cầm Mewtwo E đi anh em. Chứ cầm con xóa hy sinh kia thì bằng nhau luôn. Mang đi hy sinh gọi là bằng thừa. Ra trận nào. Ui, cái này thì chắc chưa cần đến hai hy sinh phải đi rồi anh em. Nó win giờ luôn rồi. Win. Auto win. Chắc chắn. Tiếp tục. Lượt này thì đi gặp boss thế giới thì cũng nhanh thôi. Thật sự nhanh gọn đẹp thôi. Rồi, bộ đồ đẹp test này, test mode này. Rồi, phòng độc phát. Ô, quên cho xoay sinh của đội bạn rồi. Mình vội quá, chưa kịp xoay sinh anh em. Bút phát nữa vậy. Bút khu vực các kiểu liên tục này. Đội bạn sao chơi. Nào làm gì làm đi. Đừng có làm cái kiểu treo vậy. Nghe tức thích nhỉ. Thể chơi ghét nhất là mấy bác một cái treo của này anh em. Rất ức chế luôn. À đây thì DNC này. DNC này. Phóng độc tiếp anh em. Phóng độc tiếp. Aegis này. Hạ luôn cho nhanh. Đùa này lên 1000 điểm tram anh em. Hên này lên 1000 điểm tram đấy. Hên thôi nha mọi người nhá. Chứ mình chưa nói được chắc là lên 1000 điểm đâu. Rồi gặp 348 ở server 36. Level Master 265. Càng đét. À 263 đi. 16 triệu. À cũng cầm team hy sinh à. Thú vị đấy. Mà DNC lại cứ vá vào Hoppa mình thì cũng hơi bị thốn anh em. Quả này cũng đau đấy chứ mà không đâu. Tính ra là quả này đau đó. Chứ không phải là đùa nha mọi người nha. Quả này khá là đau đây. Biết mà. Đấy sớt nếu có thổ bụi không. Nếu thổ bụi thì hai cháu hy sinh mình sẽ làm xuống ngay. Chúng ta cùng xem. À chưa đủ để hai sinh mình làm xuống anh em. Thôi thì ông tí phát đại cho đội bạn nên hy sinh trước vậy. Bút khiên lên. Bút đơn thể nào. Rồi DNC đánh đi. DNC kiểu gì phải tung kêu. Mà tung kêu chắc chắn phải hạ cháu hy sinh của đội mình rồi. Rồi ok, điều này điều chắc chắn rồi. Bút khiên lên. Cầm keo đeo đi hy sinh thấy hơi liệt anh em nhá. Keo đeo nó không bút thân thể được, đánh nó hơi liệt. Lại gặp như lần này thì tập trung đánh Hoppa mình thôi, Hoppa mình cũng xanh mặt đấy. Đó, tập trung đánh Hoppa mình thôi, Hoppa mình cũng hơi bị xanh mặt đấy anh em. Một tí nào.
Làm gì được đâu bạn, làm việc gì đi làm đi. Thật là tạm biệt tabu le le của đội bạn rồi. Giời ơi, tưởng thế nào, vịt bầu à? Ulti vịt bầu anh em. Ha. Rồi, tiếp tục ulti vịt bầu tiếp. Rồi, vịt bầu làm gì được thì làm đi. Đấy, sợ quá cơ, sợ vịt bầu lắm cơ. Mình sợ bạn vịt bầu lắm. Ok, mình xin win anh em, quá tuyệt vời. Ok, tiếp tục đánh trận tiếp theo nào. Tiếp tục trận tiếp theo nào anh em. Công nhận để đi team như này đi cũng khá là phê nha mọi người nha. PK kiểu này cũng khá là phê và thú vị đấy. Chiếc team phát là khắc bọt hẳn liền ngay. Ui, 61 triệu à, càng đét nhê. Xem gì đó. Đâu rồi bung lụa nào, đội bạn bung lụa mình coi nào. Rồi hay lắm đội bạn, bung lụa phát nào mình coi nào bạn ơi. Bạn ơi, ôi thôi. Anh bên cùng server anh em, quên cùng cùng cụm mới giao lưu, anh em mới giao lưu với nhau xong. Khá là thú vị, một anh cũng khá là thú vị luôn. Chết giờ Hoppa chưa có ulti anh em. Đùa men, Hoppa chưa có ulti anh em. Rồi bạn tính chuẩn gớm như có cả cái lém giảm lộ luôn. Ông mà quên mình dùng mưu hai là làm gì. Mình cũng rảnh lắm cơ. Quay nhưng mà ăn quá hy sinh em nhìn này. Speed 63k, crit lên 766k. Tạm biệt đôi bạn nào. Tạm biệt đôi bạn nào. Missing win anh em. Quá tuyệt vời luôn. Một pha comeback tuyệt đỉnh. Tiếp tục trận số 2. Trận này thì trông chờ vào boss thế giới nhiều hơn. Đây, gặp team Hoppa. Đúng như mình đang nghĩ anh em. Mình đoán là bên đội bạn gần dừng sẽ gặp team Hoppa. Ở đây thì khả năng thua rất là cao. Tập 3 này 60 mấy triệu là nghe trường cũng hơi chóng vánh rồi anh em. Nhìn đội bạn bật là biết rồi. Ok. Rồi, thôi đứng ném Phíp và Berry. Nó tay ấn nó dai muốn ném đâu, Phíp và Berry ra. Ok, trận cuối nào. 21 triệu. Uầy, càng đẹp. Thôi, quả này thì xanh mặt rồi anh em. Quả này xanh cỏ rồi, không có gì để đánh nữa, không cần phải đánh. Bởi vì chắc chắn là có comeback combo được 3 phát giật công ty vẫn thua như thường đấy anh em. Tất nhiên chúng ta ra bắt trận mới cho nó hay hơn. Bốn sáu triệu à, server 275 anh em. Rồi lại có một trận combo đỉnh đây. Phải nói cái quả này bắt được team Hoppa này, bắt được cái bộ Black 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 kia khá thú vị anh em. Rồi gặp team BY tiếp. Đấy, win luôn đi chứ làm gì nữa, nhìn này là win rồi. Chỉ sợ đâu bạn thấy có Lex Roma kìa anh em kìa, mới là có Mega Lex Roma không hay là Ultra gì không, sợ lắm. Uầy, có vụ này luôn hả? Căng vậy luôn hả? Uầy, có vụ này luôn anh em. Không sao, chúng ta còn Mew nó bút lên mà. Mew nó vẫn bút được crit nên cho nó mà no gì anh em. Bên đội chúng ta hắn còn có Mew anh em, không phải lo. Rồi xem B làm gì làm đi. Ui giời ơi. Ơ à, quên, mình không bút nó Mew lên anh em. Căng đét. Quay căng rồi. Bút Mew lên, hay lắm. Rồi, trời ơi. Hết căng nha bạn nha. Hết căng nha bạn nha, chui đất nào, chui xuống. Chui đất nào. Ôn ti luôn, ok nào, chưa bút khu vực nữa anh em này, bút khu vực nữa. À cái này nha mọi người nha, cái này mình nghe có mấy bác chỉ này. Hôm nay mình sẽ áp dụng thử luôn, à không cần luôn. Cái này nếu mà anh em bị thì anh em phải tắt mạng đi, bật mạng lại, nó sẽ động cái lối lại cho anh em. Chứ đừng có thoát ra như mất trận đấy, thoát ra là anh em auto mất luôn. Rồi, con này xóa hy sinh anh em. Nhưng mà gặp cũng đúng team đấy. Xóa hy sinh nào. Bút lên. À, đối thủ chịu thua rồi anh em, tuyệt vời. Ơ à, what, trận đầu mình thắng mà. Ui, đau nha, bị sở thua anh em. Trận đầu bị sở thua kìa. Đau,
Trời đau luôn á. À quên, không không nhắm mắt ra nha. Nhưng mà đau vậy, trận đầu bị sửa thua kìa. Nghĩ mà tức ghê. Mày quên không ném quả berry ra anh em. Mình PK là mình cái tính nó hay bị nhanh nhẩu do máy mình. Trước giờ xài máy nó toàn lag anh em, nên là cứ sợ không đánh nhanh là máy nó tự đánh nhá, thành ra là nhiều khi hay bị ức chế nên thành ra cái tính mình đánh PK là mình bây giờ mình cứ hay bị nhanh. Bây giờ có máy mới rồi thì PK cũng từ từ cũng được chẳng sao. Bây giờ mình sẽ cố gắng đánh từ từ hơn để PK cho nó chuẩn hơn. Bút trên đây nào. Lắm, rồi. Rồi bụi tiếp. Rồi bụi tiếp. Rồi chuẩn bị giật quả comeback công ty anh em. Hộ bút hy sinh nữa thì bằng nhau. Đúng bài. Hộ không bút hy sinh là được rồi anh em. Mình chỉ sợ nó bút hy sinh thôi. Giật phát nào. Một phát. Tiếp tục lần số 2. Ui. Không thấy trung chuyển gì luôn à. Chắc kiểu này phải đánh đơn lẻ thôi. Quả này phải bắt đơn lẻ rồi anh em. Không 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 bắt tập thể rồi. Nhằm bắt đầu nhằm từng mục tiêu một anh em. Bắt dây đầu tiên này. Dây trước hay thần gió trước ta. Mình hạ thần gió trước nó sẽ hợp lý hơn cho team mình hiện giờ. Thần gió chưa đây. Đau nhỉ, cái đến lượt nó xóa luôn. Trận này bó đành thua. Lẽ là thắng anh em, đau ghê bị xử thua, bực mình thiệt á. Tính ra là trận này đúng ra là mình sẽ thắng nhưng mà cuối cùng lại bị xử thành thua rồi. Đau thiệt. Ok, ở đầu hàng thôi anh em, đánh làm gì, thằng nào cũng thua rồi, không nào bắt được nữa. Chúng ta giờ tiếp tục làm trận tiếp theo nha. Làm trận nữa, cho nó rực rỡ. Ui, lại gặp bác 62 triệu này anh em này, không biết bài bác nói không, 267 như bác nói phải không? Ờ, như bác nói này anh em này. Team BY này. Quả này team BY là chuẩn luôn này, à không phải. Vậy đây này, ở một diễn biến khác rồi anh em, 21 triệu, ui. Thằng nào ấy sớt thổi đi. Bạn ấy sớt thổi đi, nếu mình quên nữa. Rồi,